Thì hỏi các bạn một câu hỏi như này nhá. Đố đố nhá. Đây là đố luôn đấy nhá. Các anh chị, kể cả các anh chị làm doanh nghiệp này, trong kinh doanh ấy, có khi nào mà bạn mở công ty, có khi nào mà bạn muốn cái công ty của bạn ấy làm ăn thua lỗ? Có ai trên đời này lại muốn cái công ty của mình nó làm ăn thua lỗ? Trong trường hợp nào thì người ta lại muốn công ty của mình làm ăn thua lỗ? Là một câu hỏi rất đáng để suy ngẫm đấy các bạn. Nếu các bạn có tin vào việc bây giờ có người mở công ty ra mà người ta lại muốn công ty của họ làm ăn thua lỗ? Nếu các bạn có tin vào việc bây giờ có người mở công ty ra mà người ta lại muốn công ty của họ làm ăn thua lỗ? Tất nhiên là không muốn. Nhưng vẫn có trường hợp muốn, thì là muốn muốn trong trường hợp nào các bạn? Rồi xin mời anh Hải nào. Theo mình biết thì đó là những trường hợp mà công ty mà đa quốc gia họ lỗ thì họ không phải nộp thuế cho nước sở tại. Cái trường hợp đấy là công ty nó vẫn lãi nhưng mà nó tìm cái cách để chuyển thuế sang cái nước mà nó không phải đóng thuế. Chứ còn thực tế là nó vẫn muốn kinh doanh để kiếm lời, vẫn bán hàng để kiếm lời và nó có lời thật sự. Chỉ là trên báo cáo nó thể hiện là lỗ thôi. Nhưng đây em đang hỏi cái trường hợp là người ta muốn lỗ thực sự cơ. Thì có khi nào mà người ta mở công ty người ta lại muốn lỗ thật sự không anh chị? Cái trường hợp đấy là mình chưa chưa biết đến. Thì chia sẻ với anh chị một cái câu chuyện như này. Đây là một câu chuyện của khách sạn 5 sao, ở một cái khách sạn 5 sao ở Việt Nam. Không tiện nói tên. Nhưng khách sạn đấy là nó đồng sở hữu của cả chủ người Việt và của cả chủ người nước ngoài. Thế bây giờ ông chủ người nước ngoài ấy, ông muốn là ông sở hữu toàn bộ cái khách sạn này. Thì ông ấy mới để cho là cái khách sạn này vận hành nó kém hiệu quả, nó thua lỗ. Thì khi mà phải bù lỗ cái chi phí ấy, thì chủ Việt Nam là không chịu được. Không chịu được cái việc lỗ đấy và cuối cùng là phải bán tất cổ phần cho ông nước ngoài. Thì đấy là cái trường hợp mà người ta muốn lỗ để thâu tóm công ty. Thì nói ra để các bạn hiểu là trong kinh doanh ấy có những thứ ấy mình cần phải học để hiểu để người ta người để người ta không lừa mình. Hoặc là để chúng ta ra được những cái điều kiện hợp đồng nó thuận lợi cho mình. Thì trong cái trường hợp này, đấy là cái người mà lập cái hợp đồng ấy đã không đàm phán, đã không để ý đến cái thông số đấy là lợi ích hoặc là rủi ro trong tương lai. Thế lát Đức sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông số mà khi mà chúng ta đàm phán ấy có khoảng 70 cái thông số. Không chỉ là về giá đâu các bạn nha, không chỉ là về giá mà có khoảng 70 cái thông số chúng ta cần phải xem xét. Để nếu như không đàm phán được về giá thì chúng ta đàm phán thêm những cái thông số đấy và chúng ta để ý đến cái thông số đấy. Thì đấy là các bạn học đàm phán ấy để biết để tránh được cho mình những cái trường hợp bị lừa. Đấy, để tránh được những cái rủi ro trong tương lai. Hoặc đôi khi có những cái vụ mà nó rất là lợi nhuận đấy, nhưng bởi vì mình không biết đàm phán ấy, cho nên là mình chỉ thu được một ít tiền thôi. Đấy, thì đấy là cần học đàm phán. Rồi cái lý do cần học đàm phán nữa đấy là các bạn bắt buộc là các bạn phải đàm phán trước khi mà ra quyết định. Ví dụ như bây giờ các bạn làm công ty, sau đấy là thấy là mình cống hiến cho công ty cũng lâu rồi, rồi cũng rất là nhiệt huyết rồi, nhưng mà công ty mãi không tăng lương. Thế xong nghe cái đứa bạn nó bảo ở công ty khác cái lương cao lắm, thế là ở mức cái công ty mình xong là nghỉ luôn. Thì đáng ra trước khi mà nghỉ các bạn phải đàm phán trước đấy, là bây giờ đấy có cái công ty đấy nó trả em cái mức lương đấy thì anh xem như thế nào. Đấy thì các bạn cứ đàm phán trước, có thể được có thể không được đấy, nhưng mà mình cần phải đàm phán trước khi ra quyết định. Và có một lần Đức ra ngân hàng, thì đợt đấy ra vào đợt Tết thì cái ngân hàng nó rất là đông. Thì mình đi đến cái chỗ cửa ngân hàng ấy thì định để xe ở đấy, thì ông bảo vệ ông bảo hết chỗ rồi, bây giờ không có chỗ để xe. Thế đi xuống dưới kia tầm khoảng 200 mét để gửi xe. Thì mình thấy cảm giác nó rất là bực rồi, bởi vì mình là khách VIP của ngân hàng mà bây giờ đến lại bắt là tự đi gửi xe xong lại đi bộ 200 mét thì cả đi cả về thành 400 mét thì không muốn. Thì lúc đấy là nếu mà tư duy thông thường ấy là cáu bực là thôi là cứ đi thôi. Đấy nhưng mà nhớ đến cái tư duy là đàm phán trước khi quyết định ấy, thì trước khi mà mình di chuyển ấy, thì mình có nói với ông bảo vệ là đấy bác cho cháu để đây cháu vào nhanh thôi. Tầm khoảng 5 phút rồi xong cháu ra luôn. Thì bác để ý hộ cháu một tí. Đấy thì chỉ một câu nói đấy thôi thì người ta ok. Thì mình đỡ được 400 mét đi bộ. Thì đấy các bạn hiểu là trước khi mà chúng ta quyết định, trước khi mà chúng ta từ bỏ thì chúng ta hãy đàm phán. Hoặc là nhiều anh chị là hợp tác với những cái đối tác, với những bạn hàng của mình ấy, đang lấy hàng với một cái giá, ví dụ như là giá nhập là 10 đồng chẳng hạn. Bây tự dưng là nhảy ra một cái ông đối tác mới, ông chào là sản phẩm của tôi tốt lắm, bạn lấy của tôi đi, giá có 8 đồng thôi. Thế là lập tức là mình nhảy sang mình lấy của ông 8 đồng, thế bỏ đi mất cái mối quan hệ cũ. Thì đáng ra trong trường hợp này thì phải nói chuyện với cái ông đối tác cũ, bảo đấy là có cái mối hàng mới này, nó đề xuất với em là giá như này,
không biết tại sao giá nó lại rẻ thế. Thì các bạn sử dụng cái kỹ thuật thỏ non, không biết tại sao cái giá nó lại rẻ thế. Thì anh xem là có thể về được mức 8 đồng không để anh em mình hợp tác tiếp, bởi vì em cũng muốn là hợp tác lâu dài, cũng là hợp tác với anh cũng lâu rồi. Đấy thì như thế thì mình vừa giữ được đối tác cũ mà vẫn có được cái giá tốt. Thì đấy nhá, các bạn nhớ cái tư duy là đàm phán trước khi quyết định nhá. Rồi cái tiếp theo nữa, tại sao chúng ta cần phải học đàm phán? Đấy là đàm phán để tối ưu lợi ích cho hai bên. Có một câu chuyện như này. Đấy là nhà vua thì tổ chức một cái cuộc thi nấu ăn. Thì mời hết các đầu bếp giỏi ở các vương quốc tới tranh tài. Thì có hai anh đầu bếp được kỳ vọng nhất, là hai người mà nổi tiếng là nấu ăn ngon nhất và kỳ vọng là sẽ đạt được cái danh hiệu tốt nhất. Thì khi mà sắp hết giờ ấy, thì hai anh này mới bất ngờ phát hiện ra là bây giờ mình cần một cái nguyên liệu là một quả cam, là quả cam. Nhưng mà bây giờ chỉ còn duy nhất một quả thôi, thì không ai muốn nhường ai cả. Thế là trong cái lúc mà vội vàng ấy, bây giờ sắp hết giờ rồi, thì hai anh đành chia đôi cái quả cam mới ra. Thì kết quả là vì thiếu nguyên liệu cho nên là món ăn của hai anh đầu bếp này đều không đạt được cái kỳ vọng, đều không đạt được cái mong muốn, đều không chuẩn vị. Thì kết quả là hai anh ấy không được giải. Thì rất là tiếc là khi ngồi lại với nhau ấy, khi ngồi nói chuyện với nhau, khi tâm sự lại với nhau ấy, thì hai anh này mới thấy vỡ lẽ một điều là họ có thể làm tốt hơn rất nhiều. Nếu như họ chịu đàm phán với nhau ấy, thì chắc là có lẽ một trong hai người đã được giải rồi. Bởi vì là hai anh ấy, thì một anh là cần cái vỏ cam để làm bánh, còn một anh thì chỉ cần cái ruột cam để vắt lấy nước thôi. Nhưng mà vì họ đã không tìm hiểu kỹ nhu cầu của nhau đấy, cho nên đã chia đôi trái cam. Đấy nên là chúng đôi khi ở trong cuộc sống ấy, chúng ta lười đàm phán cho nên là chúng ta không tối ưu được lợi ích của hai bên. Thì bây giờ chúng ta hiểu là cần phải đàm phán trước khi quyết định, cần phải đàm phán trong những cái cuộc thương lượng, phải chịu khó đàm phán, biết đâu đấy vừa được lợi cho mình cũng vừa được lợi cho đối phương. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.